nhà thân yêu, rất vui được gặp lại cả nhà trong video hôm nay trên kênh Trúc Phương nha. Cả nhà ơi, thì hôm nay Phương dẫn cả nhà đi ngồi khách sạn trong cái khu rừng hoang mà được khai phá rồi cả nhà. Còn lại những cái dũng cảng ở đây nè, cái mùa này là khắp nơi đều cạn hết cả nhà, mình sẽ theo những cái dũng như thế này. Ở bên đây thì cạn nhiều hơn nè, nhưng mà Phương quan sát thấy không có dấu cá thở, cho nên dũng này chắc là nó hút ngược qua bên dũng này rồi. Mình đi tròn tất cả các khu này luôn, mình kiếm cái dũng mình mò thử nha cả nhà. Đó, cả nhà thấy cá hột không? Dấu cọ đi nữa cả nhà. Động lắm luôn á cả nhà. Xong rồi cái nó rút nó cạn xuống nè. Mình xuống thử nha. Mình đem theo cái xô với cái gọ mình á. Được con cá ngô cả nhà. Đang dũng như này cả nhà. Đang veo nước luôn nè. Nè nè cả nhà coi nè. Nằm dưới đây nè. Đó, thấy không? Đây nè cả nhà. Cái gôn nhỏ xíu à. Đây mình bắt này nữa ra xong mình thả rồi. Đây nữa nè cả nhà. Đây nó không mát nữa nè cả nhà. Nó vẫn có lục bình nè, những này là còn hồi đó là có nước không á cả nhà, giờ mới có lục bình nè. Có bông luôn. Lục bình mà nó lên trên cạn vậy là dễ có bông lắm cả nhà. Đi dạy dạy tới nữa nha. Giống này có mùi cả nhà. Khó nào có mùi ta. Thôi. Ở đây cả nhà ơi. Ở đây đúng. Trời quá trời luôn, đúng chết đây luôn cả nhà ơi. Cái cạn khô trước đây luôn à. Rô phi mắc cạn. Đây cá gô nữa cả nhà. Ui da, còn còn cá gô đâu.
Ui trời. Ê con cá gì nữa. Cá gì chân chân mẹ ơi. Được không? Túi ta. Cá chê. Ừ. Cá chê nhỏ xíu rồi đó nha. Đây cá gô. Đây cá gô. Luôn đó nha. Chuối gì lắm cả nhà. Ở con kia. Vô. Cho bự cái nha. Ừ, đây nữa nè. Ê. Hay em cắt lắm. Ôi. Ôi. Chạy ra đây. Ui. À dính à. Em nữa. Ây. Ây. Ui. Đây 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 đây. Chết đâu rồi. Ôi. Chú theo dọn con cho nha. Dính. Đây cái gôn á. Cái bự luôn.
bự nãy đâu ta? Má quần quần quận này chuối đâu rồi? Đây cái luôn. Nặng nó xịn đó, nó mới không trơn. Quệt. Một em nữa cả nhà. Cá lóc nữa. Đây một con nữa. Ngay tay con nè, mẹ mới thấy rút con bự á. Coi, nó nhảy ra kìa. Đầy lên rồi đó. Ôi nó lên trên bờ luôn. Ôi cạn đìa luôn. Xẹt đây nè.
Đây cá rô. Quá chừng cá rô luôn đó nè. Ôi trời. Ê. Ê. Ui da. Trời ơi nó vô đây một ổ ở đây luôn cả nhà ơi. Thêm một con cả nhà, cá lóc. Ôi. Ôi. Con nữa cả nhà. Hai con nữa. Vô hang hả? Dạ. Nghe nó chụp 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 đây nè. Đầy luôn cả nhà ơi. Đầy rõ luôn rồi. Cái rô. Cái này còn nó còn cá lóc. Thank you.
con chiếc này nhiều cả nhà, cá lóc cũng nhiều. Đúng chưa? Đây cái gỏ che mình luôn à. Để con đổ ở trong cái thùng này cho cả nhà dễ xem nha. Ôi gửi em chưa sạch hết. Thằng dưới nó còn hơi sình. Và cái nhà đằng này thùng bơi bên nành luôn à. Cái rô nó lóc nhanh quá, nó lóc lên trên. Cá lóc ở dưới rồi cả nhà. Xin một lượt like và nhấn đăng ký kênh để ủng hộ tinh thần.